Thay mặt cho quý thầy cô giáo và sinh viên trường học sư phạm Đà Nẵng, thầy chúc mừng các em đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Thầy cũng cảm ơn các em đã tiến dài nộp đơn xét tuyển vào trường đại học sư phạm năm nay. Như các em đã biết, đến với trường đại học sư phạm Đà Nẵng là các em đã đến với một trong 7 trường đại học sư phạm trọng điểm của toàn quốc. Đây. Thế qua hơn 40 năm giảng dạy và nghiên cứu khoa học, trường đại học sư phạm Đà Nẵng đã đào tạo bồi dưỡng cho hơn 20.000 là giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục, cung cấp cho các bậc học từ phổ thông, cao đẳng, đại học cho cả nước. Thì cái chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường đại học sư phạm ngày càng được xã hội đánh giá cao, khẳng định được uy tín cái học hiệu của trường đại học sư phạm trong nước và ngoài nước. Trường đại học sư phạm Đà Nẵng đã trở thành một cái trường đại học tin cậy và cái địa chỉ tìm đến của hàng vạn thí sinh sau mỗi cái mùa tuyển sinh và xét tuyển. Hiện nay nhà trường đang đào tạo trên 6.500 sinh viên hệ chính quy và hơn 6.000 sinh viên hệ vừa học vừa làm đang theo học 29 chuyên ngành tại 12 khoa mà các em đang nộp đơn xét tuyển. Nhà trường đang tiến hành đổi mới một cách toàn diện nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thích nghi, nhanh chóng đáp ứng được yêu cầu và có môi trường làm việc luôn thay đổi cạnh tranh. Cơ hội tạo việc làm của các em đã được nhà trường giới thiệu trên cái website của trường. Trên website của trường thì xin mời các em tham khảo để có thêm định hướng cho mình khi mà nộp đơn xét tuyển vào trường đại học sư phạm. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, thầy xin nhiệt liệt chào đón các em vào học tại trường đại học sư phạm. Và thầy cũng cam kết tạo có môi trường thuận lợi nhất để cho các em sinh hoạt, học tập, nghiên cứu, làm việc một cách khoa học, thân thiện và có hiệu quả. Trường đại học sư phạm đang chào đón các em.